thích chơi game online thì hôm trước mình có chơi phần một đoạn của con rap này rồi, nhưng mà do mình sơ ý quá thì xóa mẹ mất file save rồi, nên là hôm nay chúng ta lại chơi lại vậy. Hôm qua thì mình mò được một bản mod tiếng Việt, và bây giờ thử chơi luôn xem là bản mod này có gì vậy. Tạo lại và chưa chơi cái gì cả. Rồi ta xóa cái này, dọn chúng ta lại, rồi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu vậy. Rồi, có vẻ như là dịch được hết tất cả tiếng Anh vậy. Mối cá mập đảm bảo nheo bèo các bạn. Để thử xem bản mod tiếng Việt này có gì hay nha. Tôi nghĩ là nó chỉ mod với text thôi. Vậy rồi chúng ta lại quay trở lại game vậy. Thôi lại một cái bè thân thương, chưa có đồ đạc gì cả, lại nhặt từ mảnh rác đầu tiên vậy. Thôi kéo mẹ nhập rồi. Lần trước tôi chơi chiến đấu dễ nên có vẻ là con cá mập nó chỉ cắn bắt ngày thôi, có vẻ là nó nghỉ ngơi như mình ấy. Ban ngày làm việc mệt mỏi, tối về nghỉ ngơi. Thôi trượt mẹ rồi. Cái chai nào, cái chai nào. Rồi đầu tiên chúng ta chắc phải xây một cái búa. Búa cần nhiều lá. Rồi gì đấy. Giờ chúng ta đã có hoa quả. Đây nó có cái thùng lá. Rồi có vẻ như là nước bơi, gió mạnh và hay là hôm qua nó biết tôi chơi tốt hơn rồi nên là nó tăng độ khó cho trò chơi nhỉ. Không sao, tôi là luyện là kỹ năng móc neo rồi. Mất cái hộp này phí, mất mẹ cái hộp. Rồi Bây giờ sẽ xây một cái này. Tiếp theo rồi tôi nghĩ là làm thêm một cái cốc, một cái để lấy nước. Trước mặt chúng ta là một hòn đảo, không biết là có trôi về đấy không. Có vẻ như đây là hòn đảo đầu tiên mà tập trước tôi có chơi thì phải, vì nó quen quen. Rồi, một cái máy lọc nước nào. Rồi, chúng ta cần 3 dây thừng để làm một cái. Đừng có tợ tao nha. Thôi vậy. Này tôi sẽ tập trung vào lấy gỗ và lá. Mặt nước rất bên dưới rất là đẹp, san hô các thứ, ban ngày rất là chill luôn. Ở xa kia có một cái hòn rất là to kìa. Thôi lại đi bơi vậy. Mày cái tập nào đi. Nhớ mặt tao đấy. Mày nhớ mặt tao đấy. Rồi. Được cái hòm khá là to luôn đấy. Cái bè tôi chưa xa, tôi nghĩ tôi lên bờ luôn vậy. Không, tí nữa nữa lại trôi nhanh quá không đuổi kịp. Rồi, ưu tiên lấy gì thôi, đồ đạc thôi, hoa cỏ thì thôi vậy. Là gì? Hạt dưa trắng à? Rồi bên kia có gì không? Thứ quả xoài này ăn được, của tôi là mình chưa lấy được rồi. Quả dưa hấu đó, hạt dưa đỏ. Có gì cả. Thôi, đi tìm bè đi thôi. Bè của mình đâu rồi nhỉ? Ôi dồi ôi, cái bèo tôi trôi xa thế này. Thôi đi thôi các ông ơi. Nhanh cho thêm cả mập tập chết. Bây giờ tôi phát hiện là chỗ nào có cá mập ở chỗ đó, tôi chứng tỏ là cái bè của tôi. Tôi sẽ đi bơi quanh quanh đây để lấy thêm ít đồ. Đâu rồi, kia rồi. Ấy à, mày được lắm. Muốn tôi thấy nó ở chỗ nào. Đây đây rồi. Ấy à, mày được đấy, thì nhớ mặt ta đấy. À, mày khá đấy. Thôi đi thôi. Được rồi, bè được rồi. Ủa chết rồi, bè được rồi. Tôi thấy đây mà. À kia. Tôi đi xa quá. Được rồi. Đấy à. Ôi nó tập tôi gần chết rồi. Nhanh. Ui còn một máu, ui các ông ơi, 100 máu nữa thôi. Nhanh lên nào. Đừng tập chết tao nhá. Tôi xin mày đấy. Thôi tôi xin mày đấy. Thôi. May quá. Tôi tưởng là tôi nghèo rồi. À, con chó này mày được lắm. Rồi mày cứ gì đi. Đến lúc mày phải trả giá. Con chó ấy. Tập học của ta mà. Rồi tôi chế thêm một cái cốc. Hình như tôi có cốc rồi. Có búa rồi phải. Có búa rồi. Bây giờ đóng thêm thôi. Đóng là tính nó tập học mất. À. Rồi. Tạm thời thế đi. Là một cái bếp nướng này. Một cái cần câu này. May quá, ai đố là vân câu. Rồi, tôi cho cái bếp nướng vào đây. Bếp nướng thì để đâu bây giờ? Con chó kia nó đỡ tập à? Rồi. Cần câu để đây. Rồi. Tôi nghĩ là hôm nay sẽ ăn uống ở đây vậy. Rồi ba lửa. Làm con cá. Nắm cá làm ít thịt. Không sáng mai thì đi. Được con cá rô phi này. Rồi. Đặt cá rô phi vào đây nướng cá thôi. Quá là chill luôn. Cái con điên này nó còn lẩn vẩn đấy không nhỉ? Tôi sẽ ăn thêm một ít nữa xong rồi đi xuống. Dưới này nhặt thêm ít đồ và bắt đầu chúng ta sẽ đi luôn nha. Rồi xong chưa nào? Có nước rồi này. Rồi. Rồi cá tròn cá chín rồi là đi luôn. Rồi thử xuống xem con cám mà còn đây không nha. Có vẻ như buổi tối đi ngủ được không ạ? Ta hôm nhặt đồ. Tôi đã sai lầm. Nó chờ tôi xuống nước bắt đầu là nó tranh thủ đấy. Rồi tôi sau sẽ không chơi bài với nó nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ chém cái dìu đá đến để chặt cây cũng được nhỉ. Có đá này rồi, tội gì gần cây này mình kiếm ít gỗ vậy. Rồi lên cái chặt cây vậy. Ôi nó có cái hòm này, con sẽ nhặt luôn cái hòm này. Không tới á, xem mà tới không nha. Chút nữa thôi. Lần vào đây này, nó lần vào dưới đít tôi này. Chắc là chờ tôi ăn cái gì thải xuống đấy. Rồi lần này chắc chắn tới. Đéo tới á. Mẹ, thế là cục. Cứ tưởng là tới. Không sao. Rồi bây giờ tôi sẽ lên đây đi kiếm gỗ ở đây. Rồi dùng cái bản đồ này. Cái này làm gì nhỉ? Đọc trước tôi chưa tìm hiểu cái này. Làm anten. Anten này làm gì không biết. Tạm thời thế đã. Cái dưa hấu mai tiêm này mấy người không nhìn thấy nhỉ. Dứa này, nhiều đồ vải trường. Thế là xuống đây. Rồi tôi sẽ làm thêm một cái giáo. Làm một cây giáo đề phòng. Sẽ đề phòng nó làm việc thì còn cắm vào lần này mày không thể tầm ra cái bè tao đâu. Giờ phải tìm cái bè của mình đã. Đã trôi đâu rồi. Tôi chả biết cái bè tôi chui đâu được không ạ. Không được. Cái này như được này. Đúng không? Được kiếm ít đá này. Rồi nhặt thêm ít đá nữa. Sắt à? Phế liệu. Bản dịch này hay phết. Rồi tranh thủ xuống bờ để kiếm thêm một ít đá. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp. Mày sẽ nhanh thôi. Mày sẽ làm cái buồng nữa. Đi cho nó tiện. Chơi rồi, tìm thuyền tìm bè thôi, cho này nó trôi đâu. Mong rồi này tìm thuyền tìm bè thôi. Này là cái việc tôi chui ở hướng nào. Giờ này biết là không trời được rồi. Mới mở màn là thế này rồi, còn chơi bời gì nữa. Chết mẹ, đều thấy đông các ông ạ. Rồi, tôi sẽ làm giải cứu thế giới, khai thác. À, setting được. Rồi, tôi sẽ đi lên trên cao này để nhìn xem. Còn nhìn thấy không, không tôi sẽ xuống chiến đấu với cá mập. Có vẻ như là mèo thấy ông rồi. Thôi vậy. Tôi xuống đây. Cá mập đâu? Ra đây mau lên. Con cá mập đâu rồi? Ra đây mau lên. Đánh lên cái lúc tao cần mày, mày đến đâu? Tranh thủ kiếm gì cái đồ vậy. Tôi nghĩ là con cá mập này đi theo cái thuyền của tôi rồi. Ê, trên đỉnh rong biển à? À, tí tôi sẽ chế cái bảng nghiên cứu. Rồi, vào dưới nước này một tí là tí được gặp các cụ nữa mà. Rồi xuống sâu luôn, xem cái này có gì. Gặp các cụ dễ lắm các ông ạ. Cần nhắm mắt một tí rồi là thế. Thấy được luôn rồi. Trên đỉnh thuyền với chả bè. Thế giới được cứu, đầu hàng và hồi sinh. Với cái mẹ rồi nhỉ? Thế giới được cứu à? Đây à? Ở đây à? Nhà tôi rồi. Ở nhà thấy dòng này. Mày thế cho mình không sao, tao nhiều vô lắm. Tao xây cho mày cắn mỏi răng luôn. Rồi xây nó dài ra. Làm ít nước, làm con cá. cả sông nữa. Cho nó vào đây đi. Ôi, rất tận miệng không ăn. Ôi, cái dòng này sướng lắm các ông. Được cái dòng ngon. Ta hồ mình nhặt đồ đi đâu xa. Rồi, tôi sẽ làm một cái bàn nghiên cứu. Bàn nghiên cứu là một gỗ. Gỗ thì thiếu gì đâu. Đủ không? Ở đây. Rồi, mười mấy gỗ rồi. Mình có 19 gỗ rồi. Tôi phải làm được cái bảng nghiên cứu rồi. Chứ mẹ hết chỗ ạ. Rồi đặt cái bàn ở đây. Xin to ra tí. Cái cảm ơn tầm mất của tôi mà. Đấy, em nói là tùy đấy. Em nói là tùy đấy. Nào xem chúng ta nghiên cứu cái gì nào. Gỗ này. Đấy. Cô cần một cái dây thừng. Một viên gà. Chưa có đinh thì thôi vậy. Được lá ra. Cho rau vào. Hạt dưa. Quả dứa. Lá. Rồi tôi sẽ phải làm cái đinh. Thì làm đinh. Ui. Ui. Lãng phí chưa? Bơi thôi. Thôi mà cái tập đi. Cho mình tập bơi ra đấy phát nữa. Lãng phí cái này. Tôi bơi đúng cái dòng hải lưu thế nên là rất là ngon luôn. Thôi xong rồi, đầy đồ rồi. Làm một cái hòm. Rồi ăn quả dứa này đã. Làm thêm cái hòm nữa. Đây. Cho đồ ăn vào. Cá cục vào. Đâu rồi, đây rồi. Không thể để lãng phí được. Nhiều đồ nữa cơ mà. Mì 2 nữa. giỏ rất là nhiều gỗ này, tha hồ mà cần một cát để tạo ra khay. Gạch ướt, xô, ui gì rồi. Tôi nghĩ sẽ phải ăn một ít đã, rồi nãy cho nhiều thứ vào, quay tay vào đây này, cho hoa quả vào đây đi. Đây rồi, phải hòm đây rồi. Ba lá. Ba lá tiếp. Mày. Rùa này, đây là rùa dưới đít tôi này, đẹp vãi chưởng luôn ạ. Rồi đầy gỗ đầy gì rồi, đóng lại phát. Không sao, tôi sẽ mở rộng ra luôn vậy. Rồi. Bây giờ sẽ làm lưới. Hai cái lưới, ok. Thế mà chẳng nhặt được cái gì à? Đùa. Mít rồi, mít hoài này. Không sao, tôi sẽ đi xây tiếp. Mở nó ra. Thử xem có đồ ăn chưa đã. Cắn tạm con cá. Rồi. Làm hai con luôn, quá ngon. Ok, buổi tối khá chill chứ. Cá mập còn định lờ đây làm gì đây. Rồi, mình to ra một tí nè. Ôi kia có một hòn đảo kìa. Rồi tí nhọn đồ làm cái bè. Hòm to đâu rồi? Đây hòm to rồi. Rồi tôi sẽ làm cái buồm. Buồm thì cần 20 cái lá cọ. Đấy, kiếm tí là được mà. Làm con cá đã. Cứ tưởng là cá cắn. Mẹ, hóa ra là đồ dính vào đây ạ. Một con cá. Tôi đang không hiểu là tại sao con cá có thể cắn được cái mồi, trong khi tôi chả nhét cái đồ gì vào trong này câu được cá. Con này một cái khó lý giải. Câu tí là đống cá mà. Lúc ăn chả hết. Đấy, cá heo này. Đẹp vãi. Rồi, đồi ra đây. Lá đấy, nghĩ về đủ lá đấy. Hơi đủ lá này. Rồi, làm cái cột buồm cái. Rồi xem về đâu nào. Rồi, buồm phải để giữa. Rồi được gió chưa? Đúng gió rồi đấy. Đúng gió rồi nhỉ? Nghĩ ngược lại sao ta? Đứng yên ở đây. Rồi. Xây hết. Bây giờ phải xây đồ mày đây nhỏ nào. Ôi rồi cứ bị trượt chân thôi. Tí đã bị trượt chân. Kiếm nhiều lá. Cho cá vào nướng. Đi lấy chết đói rồi có gì ăn. Sẽ đặt tấm ván nhỉ. Rồi đặt ván rồi, cho tao đặt cá cái nào. Úi. Rồi cho tao có con cá vào. cá sống mà, tao ăn gì cá sống. Rồi một cái nữa tôi sẽ đặt ở đây, ở đây một cái, rồi xem nó có gì nào nghiên cứu à. Không có gì cả. Tôi đang ở gần đảo. Rừng bè này vậy. Cho nên từ đảo này có gì không? Đảo này có gì đâu. Mình cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Chín rồi, cho cá khác vào. Điều này không phù hợp là sao? À, con cá này. Rồi tôi hiểu rồi, con cá này to quá, báo cho vào đây được. Rồi, to quá thì ta bỏ vào đây. Quay đây, dòng này nó chưa chỉnh đến. Rồi chặt ăn. Câu phát ạ. Cá đâu? Cá nhanh. Ôi trời ơi. Mất cái hòm rồi. Tôi giờ này không nhảy nữa. Gió đang to nên tôi nhảy xuống. Tôi nghĩ là tôi không tìm thuyền của mình nữa đâu. Nhiều lá rồi. Đây 3 lá này. Rồi. Nhiều. Phải dài tí. Sông cá có buồm rồi không? Ảo không, cái hồ xí nha. Vậy đại nhỉ, được cái hồ xí sau thì giờ này thả xuống cái cá nó ăn. Rồi bây giờ nó không làm con này có ăn rồi đấy. Làm cái không này này. Đâu mày đâu sao sang tao nhiều, nhà tao đầy gỗ là được rồi. Bây giờ chỉ là nhặt lá, nhiều lá để làm bình thường. Chỉ cần lá, đồ kia là có rất là nhiều, gỗ cũng nhiều. Rồi càng nhiều lá càng tốt nè. Rồi rồi gửi mất hàng họ rồi là phải đi chia hàng chia họ thôi. Rồi nào tập đi, tập đi. Cả chín rồi. Tôi tao bị nhầm cái nút để lấy gì nhá. Tao nhầm cái nút để lấy đồ. Rồi làm được nhiều. Rồi giờ này không cần phải kéo tức làm cái gì là đi quay nhặt rồi. Được cái hòn to. Rồi xem có gì. Những cá này chín rồi. Nhiều gỗ cả đấy. Rồi cho những gỗ ở đây sao cái chỗ trống. Ôi cái hòn đừng đi xa quá, xa quá rồi. Lá đâu? Cần lá thì không còn lá. Rồi mở cửa xem chỗ này có gì nữa. Ghế. Tôi đã kiếm được một cái sách một chú ghế nữa rồi. Đó, tiện này có lẽ mở nó to này thì cả trên chân đây chứ. ซ้ายแล้วก็จะดิở đây này và lúc này xây cho xây rồi cần rất nhiều lá để xây thêm chỗ để nhặt rác. Rồi. Từ lúc cái công trình của tôi to đến bây giờ con cá mập này bắt đầu sợ hay sao? Không thấy nó đụng đậy gì cả. Do sóng to quá nó sợ, cắn xong không về nhà được với mẹ. Cái chai nhựa đá rồi cần đến thức ăn rồi, làm con cá nào. Rồi câu tiếp rồi. Hãy subscribe mày cắn hỏng nào lượn ngay tí hỏng của tôi còn 1,5% rồi. Rồi tôi xây bọc này cắn học hết của mình, học hết hàng họ. Rồi sẽ học lại luôn. Có chết rồi, ngủ rồi. Không sao. Rồi gió có vẻ như là ngược thì phải. Dây à? Thiếu dây, thiếu lá. Cứ nhìn nó con gì nó bò ấy, con cua thì phải. Bảy lá rồi. Rồi để xem nó có vào được bờ này nhé. Vào đâu, nó đang đi nhanh lắm. Đang đụng gió rồi. bạn sẽ mở rộng cái công trình này ra. Ôi, cái đảo này rất là nhiều đồ. Xoay đồ vào đây. Một cái hòm đấy, hòm. Rất là nhiều hòm. Nhập lúc phải đóng hòm luôn. Hòm xiểng thì đầy mà không có thời gian để nhặt thôi. Khi làm thêm một cái. Máng nữa cũng lên. Nhiều lá rồi. Vào hẳn đây nó dừng buộc lại rồi, đang đi đúng đấy. Đang đi đúng đường rồi đấy. Nhanh nha. Sợ lắm. Bẻ nó trôi mất đấy. Để kiếm lá nhanh hơn. Cần hạt thôi. Sao mình cao nhỉ? Xem thuyền bè còn nguyên không? Quảng mấy hạt dưa thì cũng chả dùng mấy hạt dưa làm gì. Khác cho dùng. Canh cái bè này thường xuyên được không ạ? Không kịp trở tay luôn. Lúc đấy nó chạy ăn rời. Lúc đấy không thể tin được bè đâu. Rồi, rồi nào, củng cố lại, thêm bè một cái. Đầu gọi vừa mới xây xong bè cả người còn này cứ tranh thủ lúc mình lơ đánh đi cái là nó lại được quả xoài này. Rồi ăn từ quả xoài cũng được gì nhá, lên đấy bây giờ thêm ít nước đấy. Rồi xem mẹ cắn được đến bao giờ mà cứ cắn nó lại xây. Xem một cây nào đó chịu chặt không nhỉ? Hết rồi sao? Ừ, hết rồi. Còn cây nào hết rồi. Và lại tiếp tục đi thôi. Rồi, lại tiếp tục hành trình thôi. Tôi sẽ quay buồm ra đây. À đây. Này, cái này có đồ này. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cái neo. Neo để có gì tôi xuống dưới kia để bốn à? Ừ. Chứ ra được ngoài à? Này, tự nghĩ quay lại sau xem có ra được ngoài không. Ra nào, đừng có mắc trong này nữa. Được, tranh thủ lúc nó mắc này thì đã câu thêm một vài con cá nữa. Không tí đã chết đói mất. Nào, con cá mập ra đây. Con cá mập kia phải ra đây. Rồi, làm thêm cá nữa. Rồi, đi làm cái này à, cách nào khác à? Không có cách nào khác rồi. Ê, chị định thôi được, làm cái chèo vậy. Bây giờ tôi sẽ ra nhanh cái chỗ đằng này để xem có gì không. Đi đâu đấy? Xa quá rồi. Ừ, đằng này phải. Ừ, đấy rồi. Đây, đây, đây. Xem đây là có gì nào. Thấy có cái hòm đồ, có khi là có đồ ở đây. Ừ, có hòm đồ kìa. Bơi nhanh thế nào? treo được một cái mái treo bé tí mà có thể treo được cái thuyền, gọi là cái bè nó to như thế này ạ. Thôi lên nhanh nào. Đấy mà chỉ chờ thôi, dùng đây để nó tập được. Khỏi trang trí à? Không cần đâu. Ok. Bao nhiêu đồ rồi? Đâu rồi? Nhanh. Thế nó vừa chuẩn bị tập ở đây. Bên ngày mà. Nhằm hướng ra. Rồi, đây là hướng đúng này. Rồi, xem có nhặt được cái gì nào. Không có gì cả. Cái bản lề rồi, cứ mỗi lần cắt tôi phải đi sửa, không cần sửa khi nào cắt gãy thì tôi sẽ xỉ luôn, xỉ một cái khác vậy. Thêm lá, giờ chỉ cần nhặt lá thôi. Có cả đất sét này, đất sét đâu làm gì ta? Biển khá là lắng. Này rồi ra đây học được cái này xem như ta bơi à, rồi bơi vào dòng này. Bơi vào dòng nó bơi thẳng là xong. Bơi vào dòng rác. Thế xem nào, được một cái bản lề. Học được cái gì đây? À, học được cái ô to lưu trữ rõ hơn. Đã nhận được một đất sét mà gì tôi chả biết. Cá sao? Không học được cá. Cá phải học chưa? Cá học rồi. Rồi thì phải cầm cái bản lề, làm sao làm được cái bản lề? Nhặt ở đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây là rồi. Đây à? Nhìn lại. Đây là xây ở đây. Rồi. Rồi một tí là có đồ thôi. Cá nước đâu rồi? Nước rồi. Là bị nước rồi. Cho vào đây. Rồi bỏ dừa ra ăn vậy. Tôi có rất nhiều dừa. Ấy là nhiều đồ quá. Tôi đang đi đúng hướng đấy. Ghế. Nhiều ghế quá. Đây này. Cái hòm này. Tí nữa tôi sẽ làm cái đèn. Làm cái ô nữa vậy. Tí nữa đầy đủ. Lâu lắm mới dùng cái móc treo này. Đến lúc phải dùng rồi. Ôi rồi. Thôi, bỏ vậy. Lục lá. Rồi. Khá rồi đây. Bây giờ đi ra thôi. Bây giờ tôi sẽ xây nó to ra thôi. Cứ có một hàng trên rồi. Nên là tôi không cần đâu phải. Đây rồi, lắm thùng quá. Tôi đang bị đi chéo à. Quay lên một tí. Và thẳng cái đạp to cái luôn. Sẽ dừng ở cái đạp to đấy. Và làm thêm cái hòm nữa. Thiếu nhựa rồi. Thiếu nhựa. Nhựa thì không thiếu. Nhựa thì không thiếu, chỉ là có sức nhặt hay không thôi. Ô. Trôi mất thế này. Mẹ bọc lại không có lợn rừng này. Nó đổ đồ rồi. Ôi. suy thật chết. Quên mất phải ra làm cái cần câu nữa. Cái này làm cái gì? Bát à? Chắc phải cần lắm. Làm cần câu nữa đi. Ây da, đâu đấy? Ây da, con lợn này đâu đấy? Sao? Tôi tưởng nó hiền lành, không? Nó không hiền lành như tôi tưởng. Cá Sophie rồi, mọi thứ bạn chiếm cái hòm nữa. Kiểu nhựa à? Dây thừng thứ hai à? Tiểu nhựa và tiểu dây thừng. Rồi lên trên này để nhặt thêm mà gỗ, đá thì nhiều rồi. Cơm no rượu say lên này luôn. Này nè, con lợn cái ra nữa. Mũi tên đá. Tôi học là cách làm cung cơ. Lá này. Cá đã. Rồi. Đấy à? Đấy à? Đấy à? Ờ nhờ. Chơi nó luôn. Đấy à? Mày này, tôi biết rồi. Chạy 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 nhanh không chết mẹ rồi. Ôi ôi. Mình nhớ đấy, mình nhớ mặt ta đấy. Mày nhớ đấy. Tôi định chiếm bằng tay không nhưng mà không được. Nó làm tôi không còn tin về bản thân mình nữa rồi. gì đấy. Thử để xem nào. Tôi sẽ làm một mũi tên nữa. Thiếu nhựa rồi, thiếu rất là nhiều nhựa. Thiếu lá, thiếu nhựa. Đấy. Ôi, cả một hòn đảo rất là to luôn các ông ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ sang bên đảo bên kia. Tha hồ mà nhặt luôn. Đảo bên này to lắm. Mày học mẹ giáo rồi. Thế trên đấy. Rồi. Đỗ vào trong này này. Kèm cái cột trong này nữa. Thế. À, to lắm. Mà nó đầy đồ luôn. Khi là nó sẽ vào bên trong này lên. Ê, trong này đi. Bây giờ là con chim nữa. Đi thôi. Mình chưa đủ khả năng chơi bọn này. Ra ngoài biển thôi. Đảo này không ăn được, khoái lắm. Không đem té ở đây được. Tí hết cây máu rồi đấy. Đảo này như sao? Được này. Có những con lợn đây đâu. Nhựa này. Sai giả. Được hết nhờ. Nhiều đồ lắm các bạn. Mông tội tôi chẳng có đồ mẹ ở trong này. Bây giờ này chặt cây thôi. À con chim này. Nó ném đá rác cái đấy. Đây là nó quay về nó nhặt mà. Vậy mẹ rồi. Thôi tôi nghĩ là dừng đá để 6 vậy. Ráo trước xong rồi té. Chỗ này ở lâu một tí nữa nghĩ là. Ráo không. Rồi quay buồm đi thôi. Ê, chuẩn bị quay buồm với các ông ơi. Ở đây thì nữa là chúng nó đà đảo đấy. Để ổn định lại cái chỗ này của mình đã. Như cái chuồng lợn này. Đấy, các bạn vẫn tập được tụi mình ở đây. Rồi, mình sẽ kiếm lại. Xoay neo ra chỗ này. Là quả xoài, quả dừa, rồi bơi ra sữa một tí mới đúng được. Ok, xem nào, tôi làm cái đèn, ăn nhiều đồ. Rồi làm cái đèn buổi tối được sáng mãi, rất là hay trượt chân. Rồi đèn đó đã đủ rồi thì đâu tầm mất cái gì nhỉ? Ok, hôm nay thì chúng ta cũng đã làm được khá là nhiều thứ. Đầu tiên là cũng xây lại được lại cái buồm. Thứ hai là làm được thêm vài cái, mở rộng ra cái bè này to ra tí nữa. Rồi, tôi cũng có thêm được hai cái tác phẩm của mình, hai cái đèn. Tối nay là không sợ lạnh lẽo rồi. Thôi, buổi chơi mai thì cũng dừng được ở đây thôi. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả anh em. Chúc anh em ngủ ngon. Tôi phải xếp lại. Rồi, ok, bye bye anh em nhé.